Chào các bạn nhỏ, cô tên là Trâm và ngày hôm nay cô sẽ cùng các bạn đọc một quyển sách mang tên là Con và Aki do tác giả Hayashi Akiko viết, Lê Ánh dịch, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, cộng tác với eHome Books. Đây là sách dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, nằm trong tủ sách eHome Nhật Bản, là một trong những bộ sách rất nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc sách nhé. Các bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? Đó là một chú cáo bằng bông. Chú cáo ấy đang làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nghe xem nhé. Con cứ chờ em bé mãi. Con là tên của chú cáo đó các bạn. Bà nhờ con từ thị trấn Cồn Cát đến đây để trông em bé. Con ngáp dài. Cứ ngồi chờ mãi thế này sao? Mình mệt quá rồi, mình muốn trở về Cồn Cát, mình muốn gặp bà cơ. Con bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trong giấc mơ, con đã thấy Cồn Cát mênh mông. Có tiếng người, rồi lại yên lặng. Ngay sau đó, âm thanh của hộp nhạc vọng tới. Con mở choàng mắt và ngạc nhiên. À, là em bé. Mình không biết em bé lại nhỏ xinh và đáng yêu nhường này cơ đấy. Con vui mừng, chống ngực đập rộn ràng. Em bé tên là Aki. Aki thỉnh thoảng để nước dãi làm ướt tay con. Khi biết bò thành thạo, đôi lúc Aki lại bò qua người con. Lần đầu tiên được đi giày, Aki đã túm lấy đuôi con và kéo đi. Dù vậy, con vẫn rất thích chơi cùng Aki. Con và Aki luôn chơi cùng nhau. Aki ngày một lớn lên, còn con thì lại dần trở nên cũ kỹ. Thế rồi, vào một ngày nọ, cuối cùng cánh tay của con cũng bị bục chỉ. Không sao, không sao đâu. Con dỗ dành Aki với vẻ mặt bình tĩnh. Tớ sẽ trở về thị trấn Cồn Cát và nhờ bà sửa lại. Con nói rồi định ra khỏi nhà ngay. Dẫn tớ theo với. Aki gấp gáp sửa soạn để cùng con đi chơi một chuyến. Con và Aki đã tới nhà ga. Chúng mình sẽ lên chuyến tàu này. Aki, đi theo tớ nào. Con bước lên tàu trước. Cả hai chưa kịp đến chỗ ngồi thì tàu đã bắt đầu di chuyển. Kia là chỗ của chúng mình. Con nhảy lên chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Aki ngồi cạnh cửa sổ nhé. Cậu cứ ngồi nguyên ở đó là được. Chúng mình sẽ nhanh chóng đến nơi thôi. Con nói. Cứ ngồi mãi thế này, nếu đói bụng thì phải làm sao? Aki hỏi. Không sao, không sao đâu. Vì ở ga tiếp theo họ có bán cơm hộp rất ngon. Vừa tới ga tiếp theo, con liền đi mua cơm hộp. Tớ đi với. Aki lo lắng nói. Nhưng con đã đáp ngay. Aki đợi nhé. Tàu dừng khoảng 5 phút cơ. Không sao đâu. Nói rồi con chạy đi mất. Trước quầy cơm hộp, rất nhiều người đã xếp hàng chờ sẵn. Các bạn có thấy quầy cơm hộp ở đâu không? Các bạn có nhìn thấy con ở đâu không? Các bạn có nhìn thấy Aki ở đâu không các bạn? Và bạn có thấy là trước quầy cơm hộp con đang xếp hàng chờ mua. Con có chút lo lắng. Còn 3 phút nữa thôi. Vì con mãi chưa quay lại nên Aki bắt đầu bồn chồn và bất an. Cuối cùng cửa đóng lại. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động.
Aki chờ mãi, nhưng con vẫn chưa quay về. Bác soát vé tàu tiến tới để kiểm tra vé. Nghe xong câu chuyện của Aki, bác nói: bác nhìn thấy bạn cáo ở cửa lên xuống, đằng kia kìa. Aki vội đi xem thử, thì thấy con đang bê cơm hộp trên tay, đứng ngay ở cửa. Vừa nhìn thấy Aki, con liền nói: không sao, không sao đâu, cơm hộp vẫn còn nóng đấy. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với con không? Lúc nhảy vội lên tàu, đuôi của con đã bị kẹp vào khe cửa. Và sau đó con và Aki đã quyết định sẽ ăn cơm hộp ngay tại chỗ đó luôn. Con và Aki đang ăn cơm hộp thì bác soát vé tàu đi tới. Bác rất ngạc nhiên: ôi ôi, sao thế này? Sao hai cháu lại ăn ở đây? Bác đừng lo, không phải là chúng cháu không có vé, chỉ là đuôi của cháu bị kẹt ở cửa bác ạ. Con lấy vé từ trong túi áo ra. Đến ga tiếp theo, cuối cùng cửa cũng mở, nhưng đuôi của con thì bị bẹp ở ngay chính giữa. Lúc trở về chỗ ngồi, bác soát vé tàu đã tới và giúp con băng bó chiếc đuôi. Bây giờ chúng mình có thể ngồi yên được rồi. Con và Aki cứ ngồi mãi như thế và nhìn ra cửa sổ. Cứ ngồi mãi như thế. Cuối cùng cũng tới ga Cồn Cát. Đằng này là nhà bà, còn đằng kia là Cồn Cát. Con chỉ cho Aki: tớ muốn ra Cồn Cát một chút có được không? Aki hỏi: được thôi, nếu cậu chỉ định tạo ra vài dấu chân trên cát. Wow, đây là Cồn Cát đó các bạn. Các bạn thấy Cồn Cát này như thế nào? Đây là lần đầu tiên Aki nhìn thấy Cồn Cát. Cả hai cùng in những dấu chân trên cát. Ơ kìa, con ơi, những dấu chân này là của ai vậy nhỉ? Ồ, của ai được nhỉ? Cả hai cùng lần theo những dấu chân ấy. Thế rồi đột nhiên, từ trong rừng thông, một chú chó hồng hộc lao ra, khụt khịt mũi, ngửi mùi trên người con. Aki đừng sợ, có tớ đây rồi. Con vừa dứt lời thì ngoạp, chú chó ngoạm lấy con rồi toan toan leo lên Cồn Cát. Aki đuổi theo dấu chân của chú chó và cũng leo lên Cồn Cát. Khi leo đến đỉnh Cồn Cát, Aki nhìn thấy biển và nghe thấy cả tiếng sóng. Nhưng Aki chẳng thấy bóng dáng chú chó kia đâu cả. Con ơi! Aki cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy gì, chỉ toàn là tiếng sóng biển. Aki nhìn theo dấu chân của chú chó và rồi Aki trông thấy cái gì đó đang bị vùi trong cát. Aki nhanh chóng đào cát lên. Từ trong cát, con hiện ra trước mắt. Aki ẵm con trên tay và hỏi: con ơi, cậu không sao chứ? Con khẽ khàng trả lời: tớ không sao, không sao đâu. Cậu nhìn kìa, có thể trông thấy biển đấy. Aki nói, nhưng con chỉ áp lặp lại: tớ không sao, không sao đâu. Aki cõng con đi xuống khỏi Cồn Cát. Nhà bà ở đâu thế con ơi? Aki hỏi, nhưng con vẫn chỉ trả lời khe khẽ: tớ không sao,
Không sao đâu. Trời dần tối, Aki bước nhanh về phía những ngôi nhà mọc san sát nhau. Thế rồi ở con đường trước mặt, Aki thấy bà đang đứng chờ sẵn. Bà ơi, chữa cho con đi bà. Aki vội vã nói. Đừng lo Aki à, cháu đã tới được nhà bà rồi. Nào, mình cùng vào nhà nhé. Bà an ủi Aki. Chà chà, tay chân đều lỏng lẻo hết cả. Cánh tay bung hết chỉ ra, còn cái đuôi thì bẹp dí. Bà kiểm tra người con từ chỗ này sang chỗ khác thật kỹ, rồi cẩn thận khâu lại. Chà chà, phần này thế là xong. Tiếp đến là cái đuôi. Với cái đuôi bị bẹp này, chỉ có vào bồn tắm là tốt nhất. Bà vừa nói dứt lời thì bồn tắm ư? Cháu không thích, không thích. Cháu đã tắm bao giờ? Cháu đã tắm bồn bao giờ đâu? Con nhảy ra khỏi lòng bà rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng bà vẫn bắt được con và đưa vào bồn tắm. À, thích quá. Aki reo lên. Con ơi, lần đầu tiên tắm bồn cháu thấy thế nào? Bà hỏi. So với ở dưới cát thì bồn tắm thích hơn nhiều lắm ạ. Sau khi ra khỏi bồn tắm và lau khô người bằng khăn bông, chiếc đuôi của con đã trở thành chiếc đuôi đẹp đẽ như lúc đầu. Con cũng biến thành một bạn cáo tinh tươm như mới. Ngày hôm sau nữa, con và Aki lên đường trở về nhà. Vậy là mọi chuyện đều ổn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn cảm thấy câu chuyện vừa rồi như thế nào? Các bạn nghĩ gì về tình bạn giữa chú gấu, chú cáo bằng bông tên là Con và cô bé Aki? Các bạn cảm thấy Con là một chú cáo như thế nào? Bạn thấy đó, cho dù có những lúc nguy hiểm, những lúc lo lắng, những lúc rất là vội vã, nhưng bạn Con lúc nào cũng rất là lạc quan, đúng không nào? Bạn có một cái câu là không sao, không sao đâu. Và bạn chia sẻ với bạn Aki của mình rất là nhiều điều. Các bạn có những chú gấu bông hay những đồ chơi nào đã từng gắn bó, đã từng ở với mình từ lúc nhỏ đến bây giờ không? Cô nghĩ là nếu chúng ta may mắn có được một người bạn như vậy, thì các bạn hãy thương yêu bạn ấy thật nhiều nhé. Cô chúc các bạn mạnh khỏe và sẽ có nhiều tình bạn đẹp, giống như là tình bạn giữa Con và Aki vậy. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau nhé. Xin chào tạm biệt.